Xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở trong một cái chương trình là hội nghị khoa học kỹ thuật của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong một cái bối cảnh mà đại dịch Covid chúng ta chưa biết tới lúc nào để chấm dứt, do đó hôm nay chúng ta gặp nhau ở trong một cái tình trạng gọi là hội nghị online. Thì tôi xin giới thiệu, tôi là bác sĩ Bùi Chí Thương, hiện là giảng viên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cái phần hôm nay tôi xin muốn nói đến các quý vị để thấy đó là một cái liệu pháp hormone ở tuổi mãn kinh. Chúng ta biết rằng một cái lứa tuổi này thì rất là xáo trộn. Và đầu tiên tôi xin nói về vấn đề là người phụ nữ khi bắt đầu sinh ra lớn lên thì chúng ta biết cũng cần có tới một tuổi dậy thì, có nghĩa là có vấn đề của cái buồng trứng sinh ra nội tiết để tạo nên một cái vẻ đẹp của phụ nữ. Cái thứ hai có thể nên tạo nên những cái chu kỳ kinh, và sau đó thì trứng đó là để là sinh đẻ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng quy luật con người là sinh lão bệnh tử. Chúng ta sử dụng, đặc biệt là phụ nữ khi sử dụng cái buồng trứng đó, tới một lúc nào đó thì buồng trứng có nghĩa là những cái nang trứng nó giảm đi, và khi giảm đi thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái trạng thái đó là giai đoạn tiền mãn kinh. Thì chúng ta biết rằng người phụ nữ khi bắt đầu sinh ra có thể có 1 triệu cái nang noãn, nhưng mà cái tuổi lứa tuổi mà sinh đẻ tốt nhất là khoảng từ 25 27 tuổi hoặc là 20 đến 30 tuổi, chúng ta thấy cái giới hạn như vậy. Bởi vì sao? Sau đó thì cái trứng nó giảm dần. Thì khi trứng nó giảm dần như vậy đó thì nội tiết nó cũng giảm đi. Và cái tới tuổi, thường thường cái tuổi mà mãn kinh là khoảng 50 tuổi. Thì chúng ta biết rằng cái tuổi thọ của con người bây giờ nó ngày càng tăng lên. Tuy nhiên cái tuổi mãn kinh trong khoảng là một thế kỷ nay thì cũng vẫn dao động ở 50 tuổi. Có nghĩa là cái khoảng mà từ lúc mà mãn kinh tới lúc mà người ta mất đi đó thì khoảng quá dài. Do đó là cái hậu quả của mãn kinh đem lại rất là nặng nề. Do đó là chúng ta phải làm sao để giúp người phụ nữ đó để tránh được những cái vấn đề phiền phức của tuổi mãn kinh. Thì thực ra nếu như mãn kinh mà làm cho người phụ nữ đó không có ra kinh, nó thật sự nói vui như vậy gọi là đỡ tốn tiền băng vệ sinh, nó còn tốt hơn nữa. Tuy nhiên không phải nó đơn giản như vậy, bởi vì trước khi mãn kinh thật sự làm cho người phụ nữ đó có những cái cơn bốc hỏa, chúng ta thấy như nhiều khi đang ngồi vậy đó là thấy là có những cái cơn mà bốc lên làm cho người ta nóng mặt nóng mày, vậy đó là gọi là giống như rất là khó chịu. Mà cái thứ hai là khi ngủ ban đêm á, thì tự nhiên cái mồ hôi đổ ra vật vã vã ra hết, làm cho những cái cơn là thức giấc như vậy thì chúng ta thấy là người phụ nữ mất ngủ. Mà khi chúng ta thấy là gì, một cái người mà bốc hỏa nào mất ngủ đổ mồ hôi riết một ngày nào đó, người ta bị rối loạn tâm lý rất là khó chịu. Và cái đó cũng chưa là gì nữa, nhưng mà đến lúc bắt đầu vào cái giai đoạn mà mãn kinh, chúng ta thấy là thiếu nội tiết estrogen thì dẫn đến là niêm mạc của âm đạo nó bị teo đi. Chúng ta thấy nếu mà teo như vậy, teo khô như vậy thì cái tình trạng mà giao hợp nó có thể đau. Mà chúng ta thấy là nếu mà như vợ chồng lúc đó thì cái ông chồng vẫn còn sung sức, mà người vợ thì đụng tới thì cái than vãn như vậy thì chúng ta hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng. Và người phụ nữ không còn cảm thấy tự tin nữa, vì lúc đó da nó không còn căng tràn như tuổi trẻ, ở những cái tuổi mà bẻ gãy sừng trâu. Lúc đó thì người phụ nữ là cảm giác là cũng càng mất tự tin. Và đặc biệt bởi vì thiếu nội tiết ở giai đoạn mãn kinh như vậy đó, làm ảnh hưởng đến những cái niêm mạc của đường niệu dục, do đó là cái cơ thắt của bàng quang á nó bị giãn đi, do đó nó dễ bị xoắn tiểu. Chúng ta thấy hình dung một cái tưởng tượng như thế này, những cái người bắt đầu, những bác sĩ như chúng ta đó thì bắt đầu vào lứa tuổi 50 đi họp lớp á nha, như bạn bè vừa gặp lại mừng quá ôm cười một cái tự nhiên xoắn tiểu, nước tiểu chảy ra, lúc đó khai ngáy tự nhiên là mất cái tự tin thấy rõ luôn. Thì thực ra rất là tội nghiệp cho một phụ nữ trong những cái lứa tuổi này, mà nếu như bị cái tình trạng mà mãn kinh như thế thì rất là tội nghiệp. Và đặc biệt sau đó đó chúng ta thấy hậu quả của mãn kinh nó còn cái tình trạng là loãng xương. Chúng ta thấy là như những cụ già ở nhà mình đó, bà ngoại bà nội hay vân vân, hay là những người mẹ già của mình đó, thì khi lớn tuổi như thế này nè, đi đứng như tới lúc chỗ nào nó cũng phải cẩn thận, bởi vì va quẹt nhẹ nó cũng có thể gây là gì, là gãy xương vì do tình trạng loãng xương như thiếu estrogen, hoặc có những cái tình trạng như là bệnh xơ vữa động mạch hay là bệnh lý tim mạch vân vân. Và đặc biệt có thể ảnh hưởng đến tình trạng gọi là suy giảm trí nhớ, nghĩa là nói trước quên sau, hoặc là cái chuyện ở xa thì nhớ mà chuyện gần thì không nhớ. Và vì lý do đó chúng ta phải làm hành động gì đó để giúp cho người phụ nữ. Thì chúng tôi đưa một cái hình này để minh họa thực sự, là chúng ta thấy là cái hình tượng như thế này. Người phụ nữ mãn kinh á, là giống như một cái cây khô. Chúng ta thấy cây khô như thế này nè. Thì bây giờ chúng ta phải có cái hành động nào đó, ít nhất trên một cái nền mà khô cằn như vậy cũng có ít nhất le lói vài cái bông hoa nở. Cái đó là cái cách mà cái trách nhiệm của bác sĩ sản phụ khoa chúng ta phải giúp người phụ nữ. Ý nghĩa của cái hình này là như vậy. Thì thực ra đó, cái nội tiết mãn kinh không phải xuất hiện gần đây, mà nó xuất hiện cả ở thế kỷ trước. Chúng ta thấy trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, và do những cái thăng trầm của lịch sử, do đó việc sử dụng của nội tiết mà ở thời kỳ mãn kinh thì nó hơi bị thay đổi.
Và tới thời điểm này, người ta thấy là nội tiết ở tuổi mãn kinh vẫn còn rất hiệu quả trong những trường hợp để điều trị tình trạng rối loạn vận mạch như là bốc hỏa hay đổ mồ hôi, hoặc là những trường hợp khác như rối loạn giấc ngủ hay bất ổn cảm xúc, và những trường hợp như là teo khô niêm mạc âm đạo khi quan hệ. Và cái đặc biệt nó là gì? Nó có thể phòng ngừa được tình trạng loãng xương người phụ nữ mãn kinh. Như vậy thì khi sử dụng nội tiết, chúng ta thấy là phải làm sao để cân bằng được cái lợi ích và nguy cơ. Thì tới thời điểm này, người ta thấy là lợi ích của cái nội tiết ở thời kỳ mãn kinh, đầu tiên nó là giảm cái hội chứng chuyển hóa, cái thứ hai là giảm cái rối loạn cái vận mạch, và cái nữa là tăng mật độ xương. Nhưng chúng ta cũng phải e dè xem có tăng nguy cơ ung thư vú hay không, tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung hay không, và tăng nguy cơ tim mạch hay không. Thì bây giờ để làm sao để lựa chọn một cái thuốc nó như thế nào là hiệu quả, thì tôi xin lược qua sơ bộ như thế này. Nếu như người phụ nữ đó mà đã có gì, đã cắt cái tử cung rồi, thì khi cắt tử cung rồi thì chúng ta không cần sử dụng thêm cái rosettogen để bảo vệ nội mạc tử cung, mà chúng ta chỉ sử dụng estrogen thôi. Và thực ra estrogen tới thời điểm này có hai loại, đó là một cái loại chúng ta uống và có thể chúng ta sử dụng qua da, đó là tùy trường hợp. Còn nếu như người phụ nữ đó mà vẫn còn tử cung thì bắt buộc chúng ta phải kết hợp estrogen kết hợp với rosettogen. Để làm gì? Để bảo vệ cái nội mạc tử cung. Bởi vì nếu không bảo vệ nội mạc tử cung thì lúc đó có thể nguy cơ là ung thư nội mạc tử cung. Và để dễ hiểu như thế này nè, có hai loại. Bây giờ chúng ta thấy cái hình này, chúng ta thấy rõ hơn. Nếu như người phụ nữ đã cắt tử cung rồi thì chúng ta chỉ cần sử dụng estrogen và uống ngày nào cũng uống hết năm này qua năm kia. Đó là cái cách đơn giản nhất. Còn nếu như người phụ nữ đã còn cái tử cung thì chúng ta sử dụng kiểu hai loại. Nếu như cái người đó muốn ra kinh hàng tháng cho có vẻ như bạn bè, ta đây vẫn còn trẻ trung lắm, thì lúc đó chúng ta chỉ cần bổ sung 14 ngày của rosettogen, 14 ngày cuối thôi. Còn người đó nói không, bây giờ mình không cần gì hết, mình chỉ cần uống để tốt cho sức khỏe thôi, thì cứ estrogen kết hợp với rosettogen uống ngày nào cũng vậy. Do đó chúng ta thấy có hai kiểu như thế, chúng ta thấy rất là đơn giản. Thì bây giờ chúng tôi xin sơ lược lại thì liệu pháp nội tiết ở tuổi mãn kinh nó có lợi hay có hại. Thì ta làm một nghiên cứu là thấy là khi có sử dụng nội tiết ở tuổi mãn kinh thì khi sử dụng mà sớm trong vòng 10 năm sau khi mãn kinh thì thấy là nó giảm được những nguy cơ tử vong. Tất cả những nguy cơ tử vong chúng ta thấy là cái hình như này, nó lệch bên trái, nghĩa là giảm nguy cơ tử vong. Và cái tiếp theo đó là người ta nhận thấy là gì? Đặc biệt có ý nghĩa và tốt cho những người mà có bốc hỏa hoặc là khô teo âm đạo. Cái chuyện này là được chứng minh, và tới thời điểm này người ta luôn bảo vệ tình trạng đó là rất hiệu quả. Và nếu như khi sử dụng, người ta nghiên cứu mà tới kéo dài tới 18 năm thì người ta nhận thấy đó, thì khi mà sử dụng như vậy đó thì khi sử dụng mà cái nội tiết ở tuổi mãn kinh thì nó làm cho người phụ nữ đó là tránh được những nhiều cái nguyên nhân, đặc biệt như là những cái bệnh như xương vân vân, và những cái chết, tất cả những nguyên nhân khác. Cho chúng ta thấy là cái liệu pháp tuổi mãn kinh đó thì tới thời điểm này vẫn còn hiệu quả. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy đây cái hình này, để mà minh họa lại thì làm sao? Nếu như để thuận lợi thì chúng ta nên sử dụng nội tiết tuổi mãn kinh là nên sớm, có nghĩa là trong vòng 10 năm và gần đây là trong vòng 5 năm sau khi mãn kinh. Chứ chúng ta không có qua cái bài này, cái về gặp là người mẹ của mình hay là bà ngoại hay là những cái bác sĩ mà lớn tuổi, khoảng tuổi 50. Bây giờ tự nhiên hôm nay có bài báo cáo hay quá, giờ bà già 66 tuổi đem ra bây giờ giật mình cái đi sử dụng nội tiết mãn kinh thì không có được. Mà phải dưới 60 tuổi, chứ nếu như mà quá 60 tuổi thì lúc đó là nguy cơ nhiều hơn lợi ích, chúng ta phải nhớ như vậy. Thì như vậy đó, thì chúng ta bây giờ chọn lựa, sau khi cái bài nói chuyện của tôi thì chúng ta thấy bây giờ làm sao có thể có nhiều lợi ích mà cũng có một số nguy cơ, vậy chúng ta phải chọn lựa một cái loại thuốc nội tiết tuổi mãn kinh nào là tốt. Thì chúng ta thấy ngay đây là tôi để hình một cái khu rừng, thì chúng ta biết đó là gì, ai cũng bây giờ cũng nói là tôi muốn ăn rau sạch. Tôi muốn ăn một cái thức ăn thiên nhiên, tôi cũng không có muốn ăn thức ăn đó bảo quản, chất bảo quản, vân vân. Thì trong cái khu rừng này chúng ta thấy là gì? Chúng ta phải sử dụng những sản phẩm xuất phát từ thiên nhiên. Những khu rừng đây thì thường là thiên nhiên. Chúng ta thấy là nên chọn lựa những sản phẩm thiên nhiên. Thì tôi xin lược qua. Thì sản phẩm thiên nhiên là như thế nào? Chúng ta nên sử dụng estrogen, đó là dạng 17 beta estradiol. Cái thứ hai, chúng ta sử dụng rosettin đó, mà đó là gì? Rosetron. Đây là một cái loại rosetron đảo ngược đai rosetron. Thì người ta nhận thấy là khi như vậy đó, người ta nhận thấy là có tình trạng mà khi sử dụng thì chỉ số bốc hỏa này kia đó thì đều nó giảm tốt hết. Có nghĩa là thuốc này sử dụng là rất hiệu quả trong những cái trường hợp mà có người đó có rối loạn vận mạch như bốc hỏa hay là đổ mồ hôi vân vân. Và tiếp theo nữa đó, thì chúng ta thấy là cái người lớn tuổi hay từ tuổi mãn kinh đó, người ta sợ nhất là bệnh tim mạch. Và bệnh tim mạch biểu hiện qua cái tình trạng là giảm
của cái HDL và tăng cái LDL. Nhưng mà khi sử dụng cái estradiol kết hợp với resveratrol thì người ta nhận thấy là có cải thiện tình trạng của HDL được quá tốt, và giảm của cái có nghĩa là tăng cái HDL và giảm của LDL, thì lúc đó là chúng ta thấy là có hiệu quả trên bệnh lý tim mạch. Và trong những trường hợp khác chúng ta thấy là gì? Cũng cải thiện tình trạng cholesterol. Đây cũng là minh họa. Khi chúng ta nhớ rằng khi sử dụng cái sản phẩm mà từ thiên nhiên như estradiol và resveratrol thì cái hiệu quả tốt hơn là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà không phải từ thiên nhiên. Và cũng một cái nghiên cứu khác người ta cho thấy rằng là khi mà sử dụng cái sản phẩm mà từ thiên nhiên như estradiol và resveratrol thì nó làm cho bảo vệ nội mạc tử cung tốt hơn, có nghĩa là tình trạng ra huyết chấp nhận được và ít có tình trạng tăng sản nội mạc tử cung. Và những trường hợp khác đó là gì? Và chúng ta biết là cái một cái người ở thời kỳ mãn kinh nó rất là dễ bị ảnh hưởng tới xương. Như vậy thì cái thuốc này cũng nguồn gốc từ thiên nhiên đó là estradiol và resveratrol thì cũng làm cho tăng mật độ xương ở xương cột sống và thứ hai là cổ xương đùi. Và nó thật sự một cái người phụ nữ mãn kinh mà sau đó mà lỡ nhưng mà té cái chúng ta sợ nhất là gãy cổ xương đùi. Gãy cổ xương đùi nhiều khi đó người ta không chết vì lý do nào khác mà chết vì lý do viêm phổi vì nằm lâu quá. Cho đó sợ nhất là gãy cổ xương đùi. Và cái nghiên cứu này chứng minh là nếu như cái nội tiết tuổi mãn kinh mà xuất phát từ những sản phẩm thiên nhiên như là estradiol và resveratrol thì nó cải thiện được mật độ xương ở người phụ nữ mãn kinh. Và ở đây cũng cải thiện được cái tình trạng mà tim mạch. Mà thực ra là cái rối loạn vận mạch như vậy đó, người ta nhận thấy đây cũng là một cái nghiên cứu xác nhận trở lại. Nếu mà chúng ta sử dụng mà cái nguồn gốc từ thiên nhiên như estradiol và resveratrol thì nó cải thiện được cái tình trạng bốc hỏa, tình trạng đổ mồ hôi vân vân. Và cũng vậy, người ta sợ nhất là khi sử dụng thuốc đó có thể là ảnh hưởng đến nội mạc tử cung. Tuy nhiên cái thuốc tới thời điểm này đó là có nguồn gốc từ estradiol và resveratrol thì người ta thấy là cái niêm mạc tử cung không bị ảnh hưởng. Và cái sợ nhất á là người ta nói thuốc này có thể dẫn đến là bị ung thư. Tôi xin lặp lại, tới thời điểm này chưa có bằng chứng những cái thuốc này nó gây ra tình trạng ung thư buồng trứng hay là ung thư tử cung, ung thư cổ tử cung vân vân. Do đó chúng ta thấy nội tiết tuổi mãn kinh thì không có bằng chứng làm tăng ba cái loại ung thư này. Và cái đặc biệt tới thời điểm này là tôi xin nói sâu về vấn đề là người ta thấy là tình trạng có tăng tỷ lệ nhẹ của ung thư vú. Thì như vậy thì thực hư nó là như thế nào? Thì có nhiều nghiên cứu người ta nhận thấy á thì nội tiết cái tuổi mãn kinh tăng nhẹ, hơi nhẹ cái tình trạng ung thư vú. Nhưng mà xin nhớ rằng là nếu chúng ta sử dụng cái liệu pháp nội tiết tuổi mãn kinh xuất phát từ nguồn gốc 17 beta estradiol và resveratrol thì cái nguy cơ mà ung thư vú đó thì nó cũng giống như những trường hợp cái người không sử dụng thuốc nội tiết. Do đó chúng ta không có sợ cái tình trạng đó. Và cái cũng quay trở lại ra tình trạng là nguy cơ bệnh lý tim mạch vân vân. Tới thời điểm này người ta nhận thấy rằng nếu như sử dụng cái thuốc nội tiết có nguồn gốc từ thiên nhiên như 17 beta estradiol và resveratrol thì cũng không làm tăng cái nguy cơ bệnh tim mạch ở cái người sử dụng như vậy. Và tại sao có một cái tình trạng là có sự khác biệt khi sử dụng cái nội tiết ở tuổi mãn kinh mà có một số trường hợp, một số bài báo đó là tăng nguy cơ bệnh ung thư vú, một số trường hợp là nó là không, thì tôi xin thưa là bởi vì nó xuất phát từ cái loại nội tiết đó. Nếu chúng ta thấy là có nhiều nghiên cứu từ năm 2002 thì người ta nhận thấy là lúc đó người ta sử dụng là cái thuốc estrogen đó, thì có thể đó là estrogen liên hợp. Cái thứ hai là cái progesterone là không phải là resveratrol mà nguồn gốc từ tổng hợp. Như chúng ta thấy là neta hay là những trường hợp mà MBA vân vân, những trường hợp hoặc là progesterone khác thì nó làm tăng nguy cơ ung thư vú hơn là cái trường hợp mà chúng ta sử dụng cái thuốc nội tiết ở thời kỳ mãn kinh mà xuất phát từ 17 beta estradiol và resveratrol. Như vậy chúng ta thấy là nguồn gốc từ thiên nhiên thì tới thời điểm này chúng ta thấy là cái khoảng tin cậy nó bao gồm số 1 thì không có sự khác biệt, thì không có ý nghĩa thống kê. Và đây tôi cũng xin nhấn mạnh vào năm 2019 thì có một cái nghiên cứu phân tích gộp đây meta analysis thì nói rằng là thuốc nội tiết thời kỳ mãn kinh làm tăng nguy cơ ung thư vú. Thì sau đó phân tích một cái bài báo làm cho rộn ràng y văn thế giới. Nhưng mà người ta nhận thấy nếu sử dụng dưới 5 năm thì cái nguy cơ này không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Có nghĩa là điều này cho thấy rằng khi sử dụng nội tiết ở thời mãn kinh mà có xuất phát từ nguồn gốc thiên nhiên là 17 beta estradiol và resveratrol thì không có nguy cơ tương tự giống như cái người không sử dụng thuốc nội tiết. Và đương nhiên nếu sử dụng lâu dài quá thì có tăng nguy cơ lên. Mà chúng ta thấy nhiều khi là hiện tại tới thời điểm này người ta không khuyên sử dụng quá 5 năm. Như vậy chúng ta thấy tương đối an toàn. Và đây
Bởi vì cái bài báo xuất phát từ năm 2019 làm rộn ràng như vậy, thì tới năm 2020 chúng ta thấy có một cái bài báo khác nữa, thì nghiên cứu kỹ hơn có phải như vậy hay không? Thì người ta thấy là gì? Thực ra cái nội tiết thời kỳ mãn kinh mà nó làm tăng nguy cơ ung thư vú thì chủ yếu xuất phát từ cái progesterone. Do đó nếu như cái progesterone đó mà xuất phát từ thiên nhiên, ví dụ như dihydroergesterone là progesterone mà có nguồn gốc gần với thiên nhiên, thì không tăng nguy cơ ung thư vú ở những người phụ nữ từ 50 tới 60, 59 tuổi khi sử dụng cái nội tiết thời kỳ mãn kinh. Như vậy đây là bằng chứng khoa học, và tôi nói đây là dựa vào bằng chứng khoa học chứ không phải dựa vào cái ý kiến cá nhân của tôi. Và chúng ta thấy là đây là cái nghiên cứu mới nhất vào năm 2020. Thì tôi xin tóm lại để cái hình này chúng ta thấy cảm giác ấn tượng hơn. Nói thật sự, khi chúng ta sử dụng một cái biện pháp nào thì hoặc là sử dụng một cái loại thuốc nào, thậm chí bây giờ tôi nói thật sự, chúng ta sử dụng vitamin vô trong cơ thể cũng có những cái nguy cơ trên sức khỏe, vẫn có những một số tác dụng phụ. Chúng ta nói sử dụng cái nội tiết ở thời kỳ mãn kinh thì cũng có thể nó làm cho tăng nguy cơ ung thư vú. Nói thật sự, bây giờ nhà chúng ta thấy là gì? Cái người đó mà sử dụng bây giờ sử dụng cái thuốc người người thai phối hợp thì cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú 4 người trên 10.000 phụ nữ. Hoặc là chúng ta hút thuốc cũng có thể là làm cho tăng thêm 3 người trên 10.000 người. Và nếu như cái người phụ nữ đó mà không tập thể dục như bây giờ hơi tròn trịa, béo phì thì tăng nguy cơ khủng khiếp không? Chứ đừng có nói là sử dụng nội tiết. Thực ra là gì? Sử dụng nội tiết trong trường hợp này chúng ta để điều trị những cái rối loạn vận mạch có lợi cho người phụ nữ, và khi sử dụng có một số nguy cơ. Tuy nhiên những nguy cơ đó có thể gì chấp nhận được. Thì quan điểm hiện nay tới thời điểm này thì người ta vẫn khẳng định là liệu pháp nội tiết ở thời mãn kinh vẫn có hiệu quả trong những trường hợp rối loạn vận mạch, những trường hợp mà teo nịu dục làm cho quan hệ tình dục khó khăn. Và nguy cơ của thuốc nội tiết ở thời kỳ mãn kinh có nguy cơ khác nhau phụ thuộc vào loại hormone và liều lượng hormone và thời gian sử dụng có dài hay không, và đường dùng như thế nào và thời điểm bắt đầu sử dụng. Ví dụ như chúng ta sử dụng mà 60 tuổi sử dụng thì lúc đó là có nguy cơ rồi, mà chúng ta sử dụng 15 năm thì cũng có thể có nguy cơ. Và chúng ta nên nhớ rằng cá thể hóa điều trị tối ưu lợi ích. Giả sử như người đó bây giờ bốc hỏa nhiều quá, tới chúng ta lại nói không, bây giờ tôi thấy nguy cơ quá, ráng mà chịu đi, thấy tội nghiệp cho người phụ nữ quá, không thể chúng ta làm gì chuyện đó được. Và chúng ta phải cá thể hóa trong trường hợp này, lợi ích nhiều hay nguy cơ chúng ta có thể kê toa cho cái người khách hàng hay bệnh nhân đó. Và khi điều trị như vậy đó thì mỗi năm chúng ta phải đánh giá định kỳ trở lại xem có nguy cơ xuất hiện hay không. Nếu không có nguy cơ chúng ta có thể tiếp tục điều trị, vân vân. Để tóm lại cái bài nói chuyện hôm nay thì tôi xin nhấn mạnh như thế này: sử dụng nội tiết thời kỳ mãn kinh tới thời điểm này vẫn còn giá trị để điều trị những cái trường hợp mà có nguy cơ và có triệu chứng xuất hiện như rối loạn vận mạch hay triệu chứng về rối loạn nựu dục của người phụ nữ. Và chúng ta nên cân nhắc sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, và đối với mỗi cá nhân chúng ta cần cân nhắc lợi ích nguy cơ. Khi lợi ích nhiều nguy cơ thì chúng ta cần phải nhắm đến lợi ích của người khách hàng đó. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.